Thưa quý vị, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà ở xã hội có thể lên đến trên dưới 40 triệu đồng một mét vuông khi chi phí đầu tư xây dựng nếu theo những quy định hiện hành sẽ cao, dẫn đến giá thành như giá bán nhà ở xã hội sẽ rất cao. Theo đó, nếu xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án trên thì chi phí tạo lập quỹ đất rất cao dù được miễn tiền sử dụng đất. Và chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án phân bổ cho diện tích đất nhà ở xã hội cũng rất cao, dẫn đến giá thành, giá bán nhà ở xã hội cao. Theo tính toán thì giá bán có thể lên đến 40 triệu đồng một mét vuông. Con số này sẽ vượt qua khả năng tài chính của đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Và sau này thì người mua nhà ở xã hội tại đây còn phải chịu chi phí quản lý, dịch vụ cao hàng tháng do cùng sinh sống trong khu vực nhà ở cao cấp và trung cấp. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, cơ cấu sản phẩm bất động sản của nước ta còn bất hợp lý. Trong đó, phân khúc nhà trung cao cấp, bất động sản du lịch có biểu hiện dư thừa, trong khi phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở thương mại giá phù hợp cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình lại ngày càng vắng bóng, thậm chí biến mất trên thị trường nhà ở. Theo các chuyên gia kinh tế, một lao động ở độ tuổi 30 trở xuống có mức thu nhập trung bình 15 triệu một tháng, trừ khoản sinh hoạt phí ở những đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội còn dư lại khoảng 6 triệu đồng, như vậy cần ít nhất 20 năm mới tích cóp được 1,5 tỷ đồng. Còn với mức thu nhập 20 đến 30 triệu đồng một tháng, muốn mua được một căn nhà 1,5 tỷ đồng phải tích cóp từ 10 đến 15 năm. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, mùng 9 tháng 1, trạm xe đạp công cộng đầu tiên tại Hà Nội đã được thi công tại số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Dự kiến dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm từ Tết Nguyên đán 2023. Ghi nhận của phóng viên VTC tại điểm lắp đặt. Vào đúng sáng hôm qua, các công nhân đã chính thức có mặt tại địa điểm vị trí các xe đạp công cộng để sơn kẻ vạch. Theo kế hoạch, ngay khi hoàn thành thi công lắp đặt xong trạm, đơn vị sẽ kết nối lắp đặt xe để đưa vào sử dụng ngay. Hôm nay là cái ngày đầu tiên bên tập đoàn Chí Nam bắt đầu triển khai lăn sơn ở các cái vị trí điểm xe đạp công cộng của thành phố Hà Nội. Thì địa bàn triển khai đầu tiên là quận Ba Đình, thì tiếp theo thì sẽ là đến quận Hoàn Kiếm, và các quận tiếp theo thì bàn giao đến đâu thì bên mình sẽ làm cuốn chiếu gọn đến đấy với cái tốc độ nhanh nhất. Kế hoạch thì từ nay đến khoảng mùng 7 tháng 2 thì sẽ xong cái phần sơn của địa bàn công trạng của địa bàn quận Ba Đình, tiếp theo thì sẽ là đến quận Hoàn Kiếm. Sau đó thì các địa bàn các quận khác bàn giao đến đâu thì bên mình sẽ triển khai cuốn chiếu đến đấy luôn. Đảm bảo tiến độ trung bình mỗi ngày khoảng 3-4 trạm. Quận mà mình triển khai trước, cứ triển khai xong đến đâu thì thi công xong một cái là triển khai trạm xe đến đó luôn, lắp đặt xe để vận hành sử dụng. Cũng theo ông Nguyễn Văn Toàn ở địa bàn quận Ba Đình, sẽ triển khai lắp đặt 22 vị trí. Sau đó đến các quận còn lại, người dân có thể quét mã QR code để tải app sử dụng và xem hướng dẫn thuê xe tại các địa điểm trạm được lắp đặt. Hiện tại thì ở Ba Đình đợt này thì sẽ triển khai là 22 vị trí. Sau khi sơn thì sẽ tiến hành lắp các cái biển trạm. Ví dụ hiện giờ thì cũng có một bộ phận đang ở kho xưởng sản xuất các cái trạm, các cái biển. Biển trên biển đấy thì nó sẽ có cái nội dung hướng dẫn sử dụng cho người dân khi sử dụng dịch vụ. Và cái tên của cái điểm trạm đấy. Đấy thì khi người dân đến cái trạm xe thì có thể quét mã QR code trên cái biển trạm luôn để tải app, hoặc là vào Google Play hoặc là Apple Store đều được. Đấy, nó có 3 cách. Cái thứ hai là trên cái biển thì nó sẽ có cái thông tin các cái bước sử dụng rất là đơn giản, dễ hiểu. Mọi người dân đều có thể sử dụng được. Bước đầu, người dân rất kỳ vọng vào mô hình xe đạp công cộng này và cho biết sẽ sử dụng nếu có nhu cầu di chuyển. Những cái mô hình cho thuê xe đạp để người dân có thể kết nối giữa các cái điểm trung chuyển, các điểm của xe buýt đến cơ quan, và tôi hy vọng rằng nó sẽ hữu ích. Bản thân chúng tôi là những người dân, và đây là một cái mô hình tôi thấy tôi rất là phấn khởi, mà mong rằng mô hình này sẽ thành công. Những cái điểm thuê xe đạp như thế này chắc chắn là tôi sẽ thuê xe đạp và tôi đi. Hiện nay đã có 2 quận bàn giao mặt bằng là quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra theo kế hoạch sẽ có 4 quận nữa thí điểm mô hình này, bao gồm quận Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Tổng số 6 quận sẽ có khoảng 90 điểm đặt xe. Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp thường và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày lần lượt sẽ trả mức 60.000 đồng cho xe đạp thường và 120.000 đồng cho xe đạp điện. Sử dụng tàu cuốc hút khai thác cát sỏi rầm rộ cả ngày lẫn đêm trên sông Hồng là những gì đang diễn ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Đông Cuông và xã Tân Hợp, huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Mặc dù khu vực này chưa được cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông, ghi nhận từ phóng viên VTC. Ban đêm, những âm thanh làm náo loạn cả một dòng sông. Còn ban ngày, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ như trốn không người. Bằng cách nào đó, vẫn qua mặt các cơ quan chức năng.
Tàu cuốc làm việc hết công suất, hút cát sỏi từ dưới lòng sông Hồng. Máy xúc cũng hỗ trợ san gạt, tạo bãi nổi giữa lòng sông. Bắt gặp ống kính máy quay, tất cả các hoạt động khai thác đều dừng lại. Khu vực khai thác cát trái phép thuộc xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sau khi mà có mặt của phóng viên thì tất cả những hoạt động khai thác, máy móc, thuyền bè đều dừng hoạt động. Được biết là khu vực khai thác cát trái phép này thì vô cùng rầm rộ, diễn ra cả ngày lẫn đêm, bất chấp những quy định của pháp luật. Được biết, mỏ cát này đang trong quá trình xin cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực xã Đồng Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã tiến hành thăm dò khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa được chấp thuận chủ trương. Thế nhưng, đợi chờ cấp phép là một chuyện, còn khai thác khoáng sản khi chưa được cho phép lại là một chuyện khác. Cấm vẫn cấm, làm vẫn làm, cát lòng sông ngày ngày bị rút ruột không ai hay. Đang đánh giá chữ lượng nên bị nộp đến cấp quyền. Còn về cơ bản thì là anh vẫn chưa xin cấp phép xong đúng không? Vâng. Giáp danh thì có cái khó khăn là những cái tàu mà khai thác trái phép ấy, thường thường là cứ khai thác là cứ xã này nên đẩy đuổi thì lại chạy sang xã khác, và xã khác đẩy đuổi thì chạy sang xã này, ra là gặp tương đối là khó khăn trong cái việc đấy, và có thể và hay di chuyển tàu vào ban đêm. Trước đó ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp đã tiến hành lập biên bản đối với ông Nguyễn Hợp Lương về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tại khu vực kiểm tra tại thôn Gành Ngai, phát hiện một tàu đang khai thác khoáng sản dưới lòng sông Hồng. Thời điểm kiểm tra, ông Lương không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc có được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, ở khu vực thôn Gành Ngai, có đơn vị làm đường xuống sông Hồng khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Tại hiện trường có máy xúc, sỏi đá phục vụ thi công đoạn đường này. Theo người dân, có thể do đơn vị khai thác cát thực hiện để vận chuyển cát sỏi sau khi khai thác đem đi tiêu thụ. Xã đã cử lực lượng chức năng đi kiểm tra thì là chỉ thấy là hiện trạng là có người dân là đánh một đường xuống đó và cũng không gặp được chủ, thì xã cũng đang tiến hành là xác minh xem là cái mục đích là đánh đường xuống đó để làm gì, thì xã cũng đang giao cho các ban ngành là xuống làm việc cụ thể. Trong các cái luật khoáng sản, luật đường sông, rồi luật bảo vệ môi trường. Nhưng mà bây giờ thì anh cứ nhảy vù vào như vậy, như thế để là anh làm gì? Thứ nhất tức là tiện cho anh. Anh tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Như thế là anh thu cái lời rất là nhanh. Như thế, chi phí chính quyền có biết không? Tôi nghĩ là biết. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ bỏ qua. Thế thì cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề là có hay không có những cái quy định, mà ở đây là cái vấn đề thực thi hay không thực thi. Vì lợi nhuận, nhiều cá nhân, đơn vị bất chấp các quy định pháp luật, rút ruột tài nguyên chẳng hay. Tuy nhiên, chính việc quản lý lỏng lẻo tại các cấp chính quyền đã vô tình tiếp tay cho những hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. VTC14 sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tại các bản tin sau của chương trình.